đời sống miệt thứ là ai, làm gì và ở đâu. Bán con chuối đi cô ơi. Cho cái này là chuối à, chuối nếp á cô, ở trong mà một trái chuối hai trái chuối cô. Cho con cái hai trái đi. Rồi với một cái bánh mì đi. Cái này là khoai mì đúng không cô? Đúng rồi. Khoai mì 10.000 đó thôi. Thôi con ăn nhiều đó rồi. Và đây là Aki trưa nắng cùng với cô gì? Gọi là gì? Gì bán chuối, gì tên gì hả? Dì Năm. Dì Năm. Hai dì cháu đang ngồi ở đường Xuyên Á và mọi người thấy không? Nắng chói chang luôn. Trời ơi, nhìn hấp dẫn lắm luôn á cô mà. Ở đây ngoài Xuyên Á rồi có người mua không cô? Có, người khách chẳng ai tôi mua mà. Cô bán này lâu chưa? Lâu rồi đó. Ở đây khu vực mình là cầu Ông Lục là thứ 7 hả cô? Hay là thứ 8? Thứ 8. Thứ 8. Rồi nhà cô xa không? Nhà cô ở lộ dưới á. Ở lộ dưới hả? À. Mà nắng quá cô ơi. Nắng rồi đó. Tại nước rồi, chút cái mình chạy vô đầu. Dạ. Cô ơi, cô mình làm mấy ngày này lâu chưa cô? Cũng lâu rồi cháu. Đã được bao nhiêu năm cô hả? Con biết là có khoảng 10 năm đó. 10 năm luôn hả? 10 năm đó. Nhưng mà không lẽ, tức là cô 10 năm vừa qua là cô ngồi đây cô bán hả? Lộ dưới rồi bây giờ là không người, nhưng mà bác không chạy gần lộ này cho nên là mới giờ lên lộ này. Bây giờ lên đây được bao lâu rồi? Giờ lên đây 2 năm rồi. 2 năm rồi, thường khách của cô là người Vãng Lai đi ngang đây hết cô? Người Vãng Lai đi qua đi lại người ta mua không mà các ớt ớt này chắc nhà lắm. Dạ. Vậy trước đây cô làm nghề gì cô? Ngày trước đây thì làm ruộng nhưng mà sang qua là đi tôm. Bây giờ là một chỉ lúa là một chỉ tôm này. Dạ. Rồi con cái cô là đi làm hay là đi học cô hả? Con cái bây giờ đi làm. Dạ. Rồi có ở chung nhà với cô không? Có, bạn trai Út ở nhà chung nhà nhưng mà nó đi làm đó. Rồi em nó biết cô ngồi đây bán từ sáng đến chiều không? Rồi nó đi làm, tao không biết. Rồi em nó có nói gì không? Không, tại vì gia đình của cô thì có bạn trai một à. Rồi em thử nó đi làm rồi ở nhà chứ hơn nữa là mình cũng mừng thủ tiếp con. À, tức là có hai lý do, thứ nhất là tiếp con kiếm thêm đồng vô đồng ra. Dạ. Thì năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi hả cô? 60 mà ở nhà không làm gì là buồn ha. Dạ. Con là con đang tò mò vì con là rất thích ăn chuối. Nhưng mà ở đây con nghĩ á là cái trái chuối mà cô nướng không đây nè, nó sẽ khác với cái trái chuối mà có cái bọc nếp này, phải không cô? Tại vì trái chuối không này mình nướng á, chuối mới vừa chín tới. Dạ. Dễ dễ, mình nướng nó mới ngon. Còn mà ngày chuối nếp này phải lựa chuối mùi. Dạ. Mà mới ngon. Dạ. Còn nếu không mùi thì ăn nó chát. Dạ. Đây là trái chuối nếp, trái chuối mà được bọc nếp rồi nướng, kêu là chuối nếp hả cô? À, và đã được bẻ ra và chúng ta có thể nhận thấy là trái chuối bên trong là nó đã chín. Tức là chuối này là chuối chín thì mình mới bọc nếp mình. Dạ. Quay phim luôn. Anh mua anh mua cho ai vậy? Để đừng nói cho em là anh ăn chua nha, phần ăn chua của anh trái chuối thôi nha. Giao đây, ai mua giao? Còn cái bánh khoai mì này là mình làm như thế nào cô? Cái khoai mì này á, trước tiên là mình phải là lột ra rồi mình nấu cho nó chín. Dạ. Rồi mình mới gớt. Dạ. Gớt ra rồi mình mới nạo dừa cái nó tớt vô đây, với đường muối đầu vô đây, mình trộn vô đây.
Mà khoai mì này là ở ở đây mình trồng luôn hả cô? Không, cái này là cô mua là cô biết nguồn gốc nó ở đâu không? À, ở kinh 18. Kinh 18 là ở dưới An Minh. Dưới An Minh hoặc là U Minh phải không cô? Dưới An Minh Bắc. An Minh Bắc, dạ. Hàng chi con thấy là cái màu khoai mì, bánh khoai mì của mình nè, à, nó có cái màu vàng vàng nghệ. Màu vàng tại vì là mì Thái. Người ta gọi là mì Thái á. Cái màu vàng gì đó, như nghệ gì đó. Dạ đúng rồi, chứ ở những nơi khác con ăn khoai mì nó có màu trắng. Màu trắng. Còn cái này vàng thì là màu Thái, vậy là cái mì Thái, người ta gọi là cái mì Thái. Dạ. Một ngày như vậy thì cô sẽ nướng bao nhiêu trái chuối hả cô nhớ không? Một ngày theo đúng ra mình tùy theo mình bán mau, bán chậm. Ví dụ mình bán mau thì có thể là ngày 7-80 trái. Còn có khi là mình bán chậm đó, trên này có 60 trái là bán rất nhiều luôn. Dạ. Rồi một tháng như vậy cô kiếm được nhiêu cô? Có công bố được không? Thời gian thì một tháng thì mình cũng kiếm có chính từ ở đâu một ngày kiếm 300-400 ngàn gì đó. Dạ. Ngàn gì đó. Dạ. Thôi vậy là cũng ngon lành rồi đó cô, còn hơn là ở nhà không làm gì phải không? Rồi mình mua vô rồi mình rồi mua mì lại mình bán cái mì cái mình mua chuối cái mì mình biết rồi lại mình làm. Dạ. Còn dư nhiêu thì mình xài cái đổi trong nhà. Dạ. Rồi con cảm ơn cô đã chia sẻ, chúc cô có nhiều sức khỏe nha cô. Rồi. Cảm ơn nha. Dạ.